Ca sĩ Mỹ Linh, tôi là học sinh cá biệt của chồng. Câu chuyện về diva Mỹ Linh từ đây được mở ra với nhiều chi tiết thú vị xoay quanh cuộc sống riêng. Từ thời đi học lúc nào cũng như con trai, đeo kính đen, đội mũ, mặt đầy tàn nhang, chẳng ai thèm để ý, thi thoảng hồn nhiên xin cô 8 điểm. Đầy cảnh giác và tuyên chiến với mọi chiêu trò của biên tập viên Quốc Khánh trong cuộc hẹn cuối tuần tập 14, nhưng diva Mỹ Linh sau đó lại vô cùng chân thành, cởi mở với những câu chuyện hài hước về món tủ mỗi khi cần thể hiện. Người chồng sau mỗi lần ra album chỉ muốn ly dị. Ba đứa con mỗi đứa một cá tính hay về tuổi trẻ trông như cậu con trai, chẳng ai thèm để ý. Nhận lời trở thành khách mời cuộc hẹn cuối tuần sau khi đã nghiền ngẫm rất kỹ các tập trước đó, ca sĩ Mỹ Linh ban đầu đầy cảnh giác, thậm chí thẳng thừng tuyên chiến với biên tập viên Quốc Khánh. Không gian trò chuyện chỉ được phá băng khi nữ ca sĩ nhận được món quà kỷ niệm bất ngờ khiến chị bật khóc trên sóng truyền hình. Câu chuyện về diva Mỹ Linh từ đây được mở ra với nhiều chi tiết thú vị xoay quanh cuộc sống riêng, từ thời đi học lúc nào cũng như con trai, đeo kính đen, đội mũ, mặt đầy tàn nhang, chẳng ai thèm để ý, thi thoảng hồn nhiên xin cô 8 điểm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhạc sĩ Anh Quân ấn tượng tới mức bị đuổi ra khỏi phòng thu. Nhưng từ quen đến cưới chỉ có 3 tháng. Hai người thường xuyên tranh cãi trong công việc tới mức sau mỗi lần ra album chỉ muốn ly dị ngay lập tức. Bên cạnh đó là những câu chuyện gia đình ấm áp. Điều tự hào nhất về ba người con, việc nuôi dưỡng cá tính cho con trong nghệ thuật, món tủ khi vào bếp hay câu chuyện khó tin về nhân vật sát thủ phòng thu sống cùng nhà. Cuộc hẹn cuối tuần cũng là nơi khán giả điểm lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng của diva tóc ngắn và những câu chuyện hậu trường ít được nhắc tới. Như lần Mỹ Linh bị nhạc sĩ Phó Đức Phương dội gáo nước lạnh sau màn trình diễn trên đỉnh Phù Vân rất thành công ở Duyên dáng Việt Nam. Xì Căng đang từ chối lên hát trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng hay sự bướng bỉnh trở thành thương hiệu khiến cho chị luôn xung đột với các nhạc sĩ, thậm chí còn bị mang tiếng chảnh qua đó. Khán giả sẽ có cảm nhận riêng về những cống hiến của ca sĩ Mỹ Linh cũng như sự hỗ trợ từ các thành viên trong ban nhạc anh em phía sau những ca khúc nổi tiếng. Đang xen phần trò chuyện thú vị là các ca khúc đã làm nên thương hiệu của ca sĩ Mỹ Linh như Tóc Ngắn, Liên Khúc Hương Ngọc Lan Trư Vắng, Hà Nội Đêm Trở Gió. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Linh sẽ hát lại bản hit Đang Làm Mưa Làm Gió của con gái Mỹ Anh, theo style của mình. Cũng liên quan đến một bài hát gắn bó với ca sĩ Mỹ Linh, Mini Game thì thầm mùa thu tuần này đặt biên tập viên Quốc Khánh và nữ ca sĩ khách mời ở thế đối đầu với những từ khóa liên quan đến các ca khúc, ca dao tục ngữ và câu nói trending. Nhiều cung bậc cảm xúc với những thông tin và hình ảnh chắt lọc thú vị về một nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Cuộc hẹn cuối tuần tập 14 chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm hẹn đáng chờ đón trong khung giờ quen thuộc 20 giờ thứ Bảy trên VTV3.